Vâng, em xin chào bà con, em xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Bên em thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và ngày hôm nay thì bên Bốn Bánh Kinh Môn lại vừa về thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng C. Một mẫu xe thuộc mang thương hiệu của Nhật Bản, rất là bền bỉ, nồi đồng cuối đá. Đó là chiếc Honda Civic, được sản xuất năm 2006, động cơ máy là 1.8 phiên bản số sàn. Tổng thành xe đây là màu xám ghi đây mọi người này. Màu này nhìn rất là đẹp và độc, nhìn như siêu xe luôn. Xe này em đang nổ máy bà con nhé. Đó, đây ngoại thất của em, nó này thân vỏ em này thì rất là chắc chắn, xe đi cực kỳ đầm chắc, máy số thì cực kỳ ngon. Trang bị cho xe là 4 quả la răng đúc đây, 5 chấu màu đen đây, phanh ABS 4 bánh chống trơn trượt bó cứng, đi rất là an toàn. Các ốp xăng này, tay lắm, viền kính đều được mạ chrome mọi người này, nhà chắn mưa đầy đủ luôn, xinh nhan được tích hợp ở sườn nữa này. La răng đúc đây mọi người nhé. Lốp của em nó đây, khe rãnh là còn rất là sâu đây. Bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Khám phí em này thì đến tháng 1 năm 2021 cũng tương đối là dài thôi. Đèn pha đây mọi người nhé. Đó, cặp đèn pha đây rất là sáng đều. Mặt ca đăng của xe đây được mạ chrome này, logo cũng vậy này. Đèn gầm sương mù đây. Form dáng em này thì nhìn rất là đẹp, rất là khỏe khoắn, rất là thời trang. Dòng xe thuộc phân khúc hạng C nên là ngồi cũng rất là rộng rãi, xe đi cực kỳ là đầm chắc. Và dòng xe Nhật này thì ưu điểm của nó là độ bền lành xe rất là cao và độ tiết kiệm nhiên liệu thì gần như là số 1 rồi. Xăng ăn cũng chỉ tầm khoảng 1.6 của các hãng khác thôi, rất là kinh tế bà con nhé. Xe em cam kết là tư nhân sử dụng, không taxi, khoan đục dịch vụ, nên là chất lượng của xe còn rất là tốt. Máy em năng nổ đấy, rất là êm. Táp lô của xe đây được thiết kế rất là đẹp mọi người, rất là khỏe khoắn này, không có bong chóc gì trước cả nhé. Xe trang bị màn hình này, củ số phanh tay đây bà con này, hộp tì tay đây, ghế da màu kem còn nguyên bản theo xe, rất là cứng cáp. Form da ghế rất là đệm, rất là rắn này, ngồi thì rất là rộng rãi. Trần nỉ đây rất là sáng bà con này, rất là sạch sẽ. Nội thất thì tươi mới, thân vỏ thì sơn xi rất là đẹp. Vô lăng 3 chấu đây, rất là ít mòn mọi người này. Trang bị theo xe là 2 túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện cụp xe, táp lô táp ly đây, không có bong chóc chảy xước cả mọi người này, rất là sạch sẽ nhé. Mọi người lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Chỉ với 230 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá rất là rẻ dành cho bà con. Hàng ghế thứ hai đây, rất là rộng rãi mọi người này. Ghế đây, form dáng đây. Đó, nội thất em này còn cực đẹp luôn. Chỉ với 230 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Xe em cam kết là không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước. Máy số rất là ngon, keo chỉ zin, keo chỉ cột kèo zin. Cốp của em nó rất là rộng rãi bà con này, để đồ đạc đi du lịch thì rất là thoải mái luôn. Đồ đạc xích kích lốp đầy đủ đây, lốp sơ cua đây, gầm bệ được bọc chống ồn rồi. Ra ngoài đi nó đã rất là êm rồi mà được bọc thêm chống ồn nữa thì gần như là không có một tiếng ồn nào. Đó. Xe trang bị màn hình này, bố mắt cảm biến lùi này. Chỉ với 230 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên Bố Anh Kinh Môn thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu cô bác anh chị nào ở xa mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em. Cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là mọi người lấy xe đi rồi. Giá 230 triệu là giá bán em bán tại cửa hàng thôi, nên là mọi người lưu ý giúp em. Bên em bán xe ra thì luôn có cam kết về chất lượng trên giấy tờ cho mọi người. Máy số đây mọi người nhé, máy nổ rất là êm này, không có rung giật gì cả nhé. Mặt máy rất còn rất là khô ráo, rất là sáng, không có han gì cả này. Đó, máy nổ rất là chất luôn nhé. Đó, dòng xe Nhật này thì máy của nó cực kỳ là bền và lành xe. Máy số này em cam kết rất là chất, không đâm đụng, không ngập nước. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em
Em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.